Trân trọng kính chào khán giả của TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình từ thủ đô Nguyễn Khanh. Hôm nay là ngày thứ hai, 20 tháng 5, 2024. Xin chào anh Khanh. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh. Cũng xin lời chào đến quý vị khán thính giả của Việt TV và gửi lời chào đến bạn Đỗ Dũng. Câu chuyện ở thủ đô Washington ngày hôm nay tôi thấy không có gì đặc biệt hết. Tôi thấy là Quốc hội cũng có vẻ yên ắng, Thượng viện và Hạ viện cứ lui cui làm việc. Không biết là họ đang làm những việc gì. Nhưng mà có một cái điều mà tôi thấy rất là lý thú, tức là những lời đồn đãi nói rằng là Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joseph Biden đang dự tính, tức là sẽ giảm cái mức độ hình phạt với lại những người sử dụng cần sa. Thưa với lại anh Đỗ Dũng và thưa của với lại quý vị khán thính giả, nói cái chuyện này là cái chuyện rất là buồn cười. Hầu như là tiểu bang nào thì bây giờ cần sa là cũng họ cho là không có đáng lên tội. Họ nghĩ rằng là cần sa là cũng chỉ là một thứ thuốc lá đại để là như thế. Và nhiều tiểu bang họ bảo cho phép người dân, chẳng hạn như California, người dân được quyền trồng cần sa để mà hút cơ mà. Nhưng mà đối với lại chính phủ liên bang thì cần sa vẫn là một loại ma túy. Hiện tại bây giờ có những lời đồn đãi ở tại thủ đô Washington mà tôi nghe được nói rằng là có lẽ là chính quyền của ông Biden sẽ giảm cái mức độ xuống, tức là cần sa không còn là ma túy nữa. Nhưng mà giảm xuống như thế nào thì câu trả lời là không ai có thể biết được. Chỉ xin phép được nhắc lại, đối với lại chính quyền liên bang, cần sa vẫn là một loại ma túy, trong khi đó nhiều tiểu bang cần sa bây giờ được hút ok. Đó là cái câu chuyện mà khá thú vị mà tôi xin được gửi đến quý vị khán thính giả để mở đầu chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ xin phép được trở lại California với anh bạn Đỗ Dũng của chúng tôi. Vâng, cảm ơn Khanh rất nhiều. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, cơ quan truyền thông của nhà nước Iran cho biết là Tổng thống Ebrahim Raisi cùng với Bộ trưởng Ngoại giao của nước này đã bị tử nạn trong một vụ rớt máy bay trực thăng ở vùng Tây Bắc của Iran, giáp Azerbaijan, sau khi ông này tham dự một cái lễ khai trương cái đập giữa hai quốc gia này. Và như vậy là đây là một cái cú sốc rất là lớn đối với Iran, đối với Trung Đông và đối với cả thế giới. Bây giờ thì bên Iran đang coi như là để tang ông Raisi và rồi sẽ phải chọn bầu một tổng thống. Và đặc biệt hơn nữa là ông Raisi này theo dự chủ sẽ là người thay thế ông giáo chủ Khamenei, năm nay 85 tuổi. Thì bây giờ Iran là coi như đối diện với hai cái chuyện, nhất là ông giáo chủ Khamenei đối diện hai chuyện khó khăn. Thứ nhất là kiếm người thay thế ông Raisi làm tổng thống. Thứ hai là kiếm người thay thế mình, bởi vì ông không thể sống mãi được, năm nay đã 85 tuổi rồi. Thì đó là chuyện nội bộ của Iran. Nhưng mà chuyện thế giới đó, thì thưa quý vị, cái điều mà bây giờ người ta đang thắc mắc lớn nhất đây là quan hệ giữa Washington và Tehran sẽ như thế nào trong những ngày tháng tới. Thì thưa anh Khanh, Iran phải đóng một vai trò khá là quan trọng ở Trung Đông và thế giới, trên bàn cờ thế giới. Anh biết là sau khi mà Nga xâm lăng Ukraine, rồi sau khi là các cuộc đàm phán của Iran với lại Washington với Mỹ ấy, thì đã tan vỡ hoàn toàn, thì Iran đã mở cái chính sách dưới thời ông Raisi là hướng đông, có nghĩa là họ thân thiện với lại Nga, thân thiện với Trung Quốc, đặc biệt là cung cấp vũ khí cho Nga trong vụ xâm lăng Ukraine, rồi họ còn hỗ trợ cho Hamas và Hezbollah tấn công Israel. Và trong thời gian cách đây không lâu, nhớ họ bắn hơn 300 cái drone và hỏa tiễn đều bị chặn hết. Thì thưa anh, câu hỏi đầu tiên với anh là anh nghĩ sao về cái chuyện mà người nào sẽ thay thế ông Tổng thống Raisi, một thành phần cứng rắn như ông này hay là cấp tiến hơn ông này, giống như vị tiền nhiệm của ông này là ông Rouhani? Câu hỏi đầu tiên cho anh, xin mời anh. Tôi nghĩ rằng là người thay thế cho ông Raisi trong thời gian sắp đến, người mà được chọn để làm lãnh đạo quốc gia, thì tôi tin chắc chắn là vẫn theo cái chủ trương, tức là cái chủ trương đầy cứng rắn, cái chủ trương bảo thủ. Bởi vì là dưới quyền của ông giáo chủ Khamenei, ông không chấp nhận cái chuyện là cấp tiến, ông không chấp nhận cái chuyện là cởi mở. Ông chủ trương của ông đối với lại thế giới, đặc biệt là với lại thế giới Tây Phương, ông luôn luôn ông áp dụng cái chính sách ngay từ ngày đầu tiên, tức là cái chính sách cứng rắn và bảo thủ. Thành ra là cái người nào được chọn thì cũng sẽ như vậy, thưa với anh Đỗ Dũng. Cái điểm thứ nhì mà tôi nhìn thấy rằng là cái người được chọn, tôi tin rằng là cũng sẽ là một người trẻ,
Người trẻ ở đây ý tôi muốn nói là khoảng chừng 60, tức là dưới 65 tuổi. Là tôi nghĩ là như vậy, tức là họ sẽ, cái người đó sẽ hướng dẫn nước Iran trong cái thời gian, trong cái tương lai, trong những thập niên sắp đến. Cái điểm thứ ba nữa là cái quan hệ với lại Hoa Kỳ. Thú thật với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi thấy một điều là như thế này. Là ngay chính ở Washington bây giờ người ta cũng đang chờ đợi, người ta cũng đang dự đoán là không biết là cái chính sách của tân chính phủ Iran đối với lại Washington nó sẽ như thế nào. Dự đoán của tôi là có lẽ là khi nào còn, khi nào mà còn ông Khamenei ngồi ghế giáo chủ thì chắc chắn là cái chính sách nó sẽ không có thay đổi đâu. Và ai cũng biết rằng là chính phủ Hoa Kỳ mong muốn là có cơ hội là nói chuyện với lại Iran và giải quyết những cái khó khăn mà hai bên đang vướng phải trong vấn đề quan hệ. Nhưng mà với thời ông Khamenei thì tôi nghĩ là khó quá. Đó là cái điểm thứ ba. Cái điểm thứ tư nữa, thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi thấy rõ ràng là chính phủ Hoa Kỳ cũng như là chính phủ các quốc gia Tây phương đều biết là Iran giữ một cái vị trí rất là quan trọng, giữ một cái vai trò để đúng hơn, một cái vai trò rất quan trọng trong cái chính trường ở vùng Trung Đông, đặc biệt nhất là họ là lãnh đạo cái khối Hồi giáo Shia. Thành ra là bởi như thế, chúng ta không thể nào nói chuyện Trung Đông mà không nói đến Iran. Chúng ta không thể nào mà vẽ họa đồ cho tiến trình đến hòa bình của vùng Trung Đông mà không có sự hiện diện của Iran. Nói cách khác là người ta vẫn phải chờ đợi xem cái tình hình nó sẽ như thế nào. Sau 5 ngày quốc tang, rồi sau đó người ta bắt đầu tính đến cái chuyện là quốc tế và quốc gia đối với lại chính phủ Iran. Thưa với lại anh Đỗ Dũng. Anh nói rằng là còn ông Khamenei thì còn đường lối bảo thủ, nhưng mà anh nên nhớ là dưới thời ông Rouhani không bảo thủ đến như vậy. Và ông Rouhani đó, tức là vị tiền nhiệm của ông Raisi đó, là đã từng có nói chuyện với lại chính quyền Barack Obama về một thỏa thuận nguyên tử, cho tới khi ông Trump lên làm tổng thống ông mới bỏ cái đó, và bỏ ngay vào cái thời điểm ông Raisi lên làm tổng thống. Và anh nên nhớ là ông Khamenei đã không kiểm soát được các cuộc bầu cử tổng thống trước đây, cho nên ông Rouhani mới thắng cử. Cho đến và lúc đó đó là ông Raisi này bị thua nha, anh ấy bị thua. Cho đến cuộc bầu cử năm 2021 thì ông Khamenei mới dùng cái gọi là thủ thuật là loại tất cả các ứng cử viên mà cấp tiến ra, để cuối cùng ông Raisi thắng cử và thắng với số phiếu rất thấp. Và từ đó ông Raisi coi như là trở nên là bảo thủ hơn. Chúng ta dễ hiểu thôi, là bởi vì ông xuất thân là một giáo sĩ, chứ không phải như ông Rouhani là xuất thân là học bên Mỹ. Và rồi đó, từ đó ông Raisi là cũng hy vọng là sẽ thấy ông Khamenei làm giáo chủ, bởi vì ông xuất thân là giáo sĩ mà. Cho nên là ông phải đi đường lối cứng rắn, đúng chưa? Nhưng mà ngay cả những ngày gần đây, sau khi mà Iran tấn công Israel, thì bên ông Raisi đã có một cuộc họp với lại phía bên Mỹ, thỏa thuận là sẽ không để cho cuộc chiến nó lan rộng ra. Và ngay cả khi bắn cũng vậy nữa, 350 cái drone vào tiếng họ báo trước, chứng tỏ là ông Raisi ông không phải là ông cứng rắn cứng ngắn như người ta nghĩ, như ông Khamenei, đúng chưa? Thế thì bây giờ đó, thưa anh bảo rằng cái người mà lên mới này cũng sẽ bảo thủ. Thế bảo thủ mức nào? Bảo thủ như ông Khamenei muốn hay là như ông Raisi đã bớt bảo thủ? Anh nên nhớ thời gian đầu khi năm 2021 lên thì ông Raisi cũng bảo thủ ghê, bây giờ sau này có vẻ như giảm bớt. Thế thì thưa anh, cái người mới lên này, hay là phải chăng ông có, anh có nghĩ là có trường hợp là chết bất ngờ thì ông Khamenei không thể kiếm được cái người thay thế? Và bây giờ nếu phải chọn thì chọn một người tạm thời, thì biết đâu cái người đó họ cấp tiến thì sao, thì là có quan hệ tốt hơn hoặc là sáng hơn giữa Washington và Tehran. Anh nghĩ sao chuyện này? Câu trả lời của tôi là ông Khamenei, ông học được cái bài học chính trị với lại người tiền nhiệm của ông Raisi. Thành ra là bởi như vậy, ông biết rằng là khi mà ông quyết định ông chọn ông Raisi là ông dùng cái thủ thuật chính trị, tức là loại bỏ tất cả những người mà ông không hài lòng, những người mà có tư tưởng cấp tiến, để cuối cùng là chúng ta nhìn thấy ông Raisi. Ông Raisi trong cái thời gian đầu tiên đúng như anh Đô Dũng nói, tức là ông có vẻ cứng rắn hơn những ngày sau, những ngày gần đây. Nhưng mà thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán giả, tức là ông vẫn tiếp tục cứng rắn, nhưng mà ông có khuôn khổ, có chừng mực. Cái điều đó là cái điều rất là quan trọng. Bởi vì là đừng quên rằng là ông ấy sẽ là người được mọi người tin
là sẽ thay thế ông Khamenei cho cái vai trò giáo đại giáo chủ, và cái vị trí đó là cái vị trí quan trọng nhất của Iran, tương tự như là ông tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam vậy. Thành ra là bởi như vậy người ta mới bảo rằng là bây giờ nếu mà ông bây giờ cái người được chọn thì bây giờ lại ra đi rồi thì bây giờ phải chọn ai bây giờ? Câu trả lời của tôi là tôi nghĩ rằng là ông Khamenei ông sẽ không chọn một người cấp tiến đâu, và ông ấy chắc chắn là cái người ông được chọn có thể là ông sẽ gật đầu ông đồng ý, tôi đồng ý để cho anh là bớt cái cực đoan, nhưng mà anh vẫn trong cái khuôn khổ của người bảo thủ. Điều đó là cái điều mà tôi nghĩ là đó sẽ là cái vị trí quan trọng, vị trí chủ tịch nước, vị trí tổng thống, và trong cái khuôn khổ nghĩa là bớt cực đoan đúng, nhưng mà vẫn phải là người bảo thủ. Bảo thủ đến cái mức độ nào thì tôi không dám nói, nhưng mà tôi tin là bắt buộc phải là một người phải bảo thủ chứ không thể nào là người cấp tiến mà có thể lãnh đạo Iran trong thời gian sắp đến dưới quyền điều khiển của ông Khamenei. Thưa với anh Đỗ Dung, tôi đồng ý với anh, tôi hiểu cái chuyện ai cũng biết đấy, nhưng câu hỏi tôi đang hỏi với anh là trong một thời gian ngắn ngủi bất ngờ như thế này, làm sao ông Khamenei cũng biết được là rớt máy bay trực thăng đúng không? Đúng. Làm sao để mà có cái người mà đúng như ông muốn, dù ông muốn cỡ nào, dù ông muốn bảo thủ hơn, bớt bảo thủ hơn gì đó, chuyện đó mình biến bàn, tức là gì? Trong một thời gian ngắn bây giờ anh phải đưa ra một quyết định này, thì chắc chắn là quyết định anh phải chọn cái gì đó trong thời gian ngắn, thì đương nhiên là cái rủi ro mà anh chọn sai nó cao hơn là chọn đúng, có đúng không? Đó, ý tôi muốn nói là chỗ đó, xin thưa anh. Tôi nghĩ rằng là nếu mà nói rằng là cái rủi ro thì đương nhiên là bao giờ phải chọn người cái quyền bao giờ cũng là có cái rủi ro, đương nhiên ai cũng nhìn thấy cái điều đó. Nhưng mà tôi nghĩ là ông Raisi chỉ là người đứng đầu trong cái danh sách những người mà có thể có đủ khả năng hoặc là có đủ niềm đủ tín nhiệm để có thể thay thế ông Khamenei trong thời gian sắp đến, hoặc là để có thể làm việc được chung với lại ông Khamenei. Thành ra tôi không có âu lo lắm về thế giới, thì người ta đang nghĩ rằng là liệu cái Iran nó sẽ có xáo trộn chính trị hay không, nhưng riêng với cá nhân tôi thì tôi không, tức là ông số 1 không xin lỗi anh, tôi không nói chuyện Iran xáo trộn chính trị ở đây, mình không nói chuyện đó. Mình chỉ nói giữa Iran và các nước bên ngoài, đặc biệt là với Mỹ. Tôi lặp lại thế này nè, cái chuyện anh nói chọn là rủi ro, chuyện đó chúng ta biết, ngay cả anh chọn vợ anh vẫn có rủi ro mà, anh công nhận tôi không? Công nhận không? Anh sống lâu hơn tôi, anh biết rủi ro của anh nhiều hơn rồi đúng không? Đúng không? Anh lập gia đình lâu hơn tôi, anh biết là nó miễn bàn, tôi đang nói là trong một thời gian ngắn. Đó là vấn đề. Thì bây giờ một đó, bắt buộc ông phải chọn cái người, bây giờ tôi khoan nói người thay thế ông đó, chọn người tổng thống nè. Đúng chưa? Vâng. Cái người đó đó sẽ là tiến hành cái công việc đại diện như rằng, mặc dù ông Khamenei có ảnh hưởng, nhưng mà ông không thể nào mà ông ảnh hưởng trực tiếp mà kiểm soát hết mọi chuyện. Nếu kiểm soát mọi chuyện ông làm tổng thống chứ rồi, ông vẫn phải để một số cái gọi là quyền hạn cho tổng thống đúng không? Thì cái ông tổng thống nếu mà theo ông sẽ làm đúng 100% gì ông là ông nói, nhưng còn ông tổng thống mà cấp tiến chút xíu là sẽ làm 98% hoặc 90% thôi, đúng chưa? Đó, ý tôi nói chưa? Thế thì bây giờ đó, trong một thời gian ngắn như vậy, ông Khamenei phải chọn một người thay thế ông Raisi, thì liệu cái đó có làm cho Hoa Kỳ và các nước khác hy vọng là anh trong thời gian ngắn kiếm như vậy thì có thể là anh kiếm được một cái người, anh kiếm sai cái người đó tương đối cấp tiến hơn thì nó đỡ chúng tôi, còn nếu anh kiếm đúng thì người đó bảo thủ giống như anh, hoặc kiếm sai nữa là bảo thủ hơn nữa thì nguy cho Mỹ và các nước khác trong quan hệ giữa các nước phương Tây và Iran. Đó, ý tôi muốn hỏi cái chỗ đó thưa anh. Vâng, cảm ơn Đỗ Dũng. Vậy anh Đỗ Dũng cho thôi để tôi trình bày, cho tôi trình bày. Tôi thấy là trong cái danh sách, tôi nghĩ rằng là khi mà người ta chọn người kế nhiệm thì không phải là chỉ có một người mà bắt buộc là phải có một cái danh sách. Bây giờ cái người số 1 đã ra đi thì ai là người đứng thứ gì, ai là người đứng thứ 3, ai là người đứng thứ 4, vân vân và vân vân. Chúng ta phải chờ xem cái danh sách nó ló dạng như thế nào, lúc đó chúng ta mới biết được. Hiện tại bây giờ thì người ta chỉ được biết rằng là ông đệ nhất phó tổng thống sẽ tạm thời đảm nhiệm cái vai trò là tổng thống trong thời gian chờ đợi cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong vòng 50 ngày. Thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, thì người ta cũng chưa biết rõ là ông phó tổng thống là nhân vật như thế nào. Thành ra rốt cuộc sau rất là khó để mà trả lời cái câu hỏi mà anh Đỗ Dũng đặt ra. Ngay chính ở tại Washington, qua những cuộc thảo luận từ sáng đến giờ mà tôi được nghe nói về cái vấn đề tình hình Trung Đông sau khi ông không còn ông Raisi nữa, rồi là tình hình Iran sau khi không còn ông Raisi nữa, người ta cũng đặt một câu hỏi. Nó là một cái dấu hỏi rất là to.
to, rất là to, là bởi vì là ra ông Raisi thì người ta biết từ trước khi mà ông ra tranh cử, nhưng mà những người kế tiếp thì chưa biết người đó là ai. Hiện tại bây giờ ai là nhân vật sáng giá nhất, nhiều người dự đoán bảo rằng là có lẽ là ông phó đẩy nhất phó tổng thống, nhưng mà đã khác gì đâu. Thành ra rốt cuộc sau rồi chúng ta phải chờ đợi. Tôi thấy là rất là khó để mà trả lời câu hỏi anh Đỗ Dũng, bởi vì chúng ta chưa biết được cái nhân vật mà chúng ta đang nhắm đến, cái nhân vật mà ông Khamenei đang nhắm đến, cái nhân vật mà Iran cần, cái nhân vật đó là ai, chúng ta chưa biết được, thưa các anh Đỗ Dũng. Tình hình nó không đến nỗi là tình hình lắm. Liệu có một cái khai thông nào hay không giữa ông Tổng thống mới và ngay cả ông Khamenei với Mỹ và phương Tây? Anh có nhớ năm 1980 khi mà căng thẳng giữa Iran và Mỹ lên đến cao độ với cái vụ mà chính quyền vua Salavi của Bolivia của ông của Iran bị cách mạng Hồi giáo lật đổ, anh nhớ không? Và họ bắt một số con tin của Mỹ trong tòa đại sứ Mỹ ở Tehran. Và chính cái đó làm cho ở một mức nào độ nào đó người ta bảo làm cho ông Carter mất chức tổng thống. Nhưng mà cái ngày mà ông Ronald Reagan lên tuyên thệ làm tổng thống đó, ngày 20 tháng Giêng năm 1981, thì bên phía Iran tuyên bố thả hết tất cả con tin này ra, còn đưa một cành ô liu ra cho bên tổng thống Reagan là tổng thống mới. Chứng tỏ là Iran không phải là họ ngu dốt, họ cũng biết tận dụng thời cơ. Thưa anh, liệu một cái trường hợp như vậy, không phải tới ngày tăng quang tổng thống, mà liệu có một cái gọi là khai thông nào như vậy bất ngờ? Bởi vì nhân tiện cái ông có thể nói như thế này, là nhiều người ta bảo là có thể ông Khamenei chưa chắc ông bảo thủ đến như vậy, ông cũng tìm cách thoát ra khỏi cái cấm vận của phương Tây để mà cho Iran khá hơn, đúng không? Thì biết đâu ông Raisi này ông đi quá cứng rắn bây giờ thôi ông chết rồi tôi kiếm người khác tương đối cấp tiến hơn để lên, để có thể là giơ cành ô liu ra cho bên Mỹ để nghĩa là mọi chuyện trở lại bình thường. Anh nghĩ có liệu chuyện đó có xảy ra không? Tôi nghĩ là điều nào cũng có thể xảy ra, như là tôi vừa mới thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với là quý vị khán thính giả của Người Việt TV, là chúng ta phải chờ đợi xem cái người đó là ai thì chúng ta mới có thể trả lời là như thế nào. Ngay bây giờ thì tất cả có thể là người đó sẽ là một người cứng rắn, người đó có thể là một người trung thành với ông Khamenei, nhưng mà người đó cũng có thể là một người cấp tiến, người đó là cái người mà như là những chính quyền cấp tiến khác đã từng có đối với lại ở tại Tehran. Thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi thấy là rốt cuộc sau bây giờ người ta vẫn đang phải chờ đợi. Xin phép được nhắc lại, cả ngày hôm nay là tôi thấy người ta tranh luận rất là nhiều liên quan đến vấn đề cái tương lai của Iran, cái tương lai của nền hòa bình của Trung Đông và cái quan hệ mới giữa Iran với lại Hoa Kỳ và với lại các quốc gia Tây phương. Và hầu như là tất cả mọi người đều bảo rằng là cái điểm tốt đây là có một cái cơ hội để làm cho tốt hơn, nhưng mà đồng thời họ cũng bảo rằng là đó là cái ước mong, vẫn chỉ là cái ước mong, bởi vì chúng ta chưa biết là cái câu chuyện nó sẽ như thế nào. Chỉ biết được là cái câu chuyện nó bắt đầu là hiện tại bây giờ là bắt đầu vẫn là ở ông Khamenei. Ông Khamenei có tiếp tục cứng rắn như ông đã từng cứng rắn hay không, hay là ông sẽ nhẹ nhàng hơn với lại người mà được ông ủng hộ để trở thành tân tổng thống của Iran? Và cái người tân tổng thống của Iran có phải là một người thật sự cấp tiến hay là một người bảo thủ cực đoan? Thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, đó là cái bài toán vẫn còn nhiều ẩn số, và thành ra là tôi thấy là bây giờ chúng ta vẫn chưa có thể đưa ra được cái câu trả lời. Rất tiếc, tôi biết anh Đỗ Dũng mong là tôi có được một câu trả lời, nhưng mà rất tiếc thưa với anh, không có câu trả lời nào cả trong giai đoạn ngay trong giờ phút này, thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả. Thưa anh, dưới thời Tổng thống Barack Obama, họ đã đạt một cái thỏa thuận với ông Tổng thống Khomeini, Romani. Vâng. Khomeini, xin lỗi anh, Khomeini, về một thỏa thuận về nguyên tử. Sau đó thì ông Trump lên làm Tổng thống, ông rút lui khỏi cái đó. Và rồi ông Raisi lên làm Tổng thống, đi theo đường lối cứng rắn và là bế tắc luôn. Cho đến bây giờ không có lối ra. Tới thời ông Biden lên làm Tổng thống, thì ông Biden đề nghị nói chuyện lại, thì ông Raisi bị kẹt cái chỗ là cứng rắn. Cho nên ông đưa ra thêm một số điều kiện, đâm ra những điều kiện ông Mỹ bảo không chơi, tức là không. Nếu mà nối lại từ cái thời Barack Obama thì anh đòi thêm điều kiện như vậy là không được, bây giờ nó bế tắc. Đúng ạ. Và bây giờ nó không đi về đâu cả. Và như vậy làm cho Iran ngày càng khó chịu với lại chính sách của Mỹ, và họ hỗ trợ nhóm Hamas và Hezbollah tấn công vào cái Israel cũng gây phiền hà cho Mỹ.
Đó là một cái. Phiền hà thứ hai là họ ủng hộ Trung Quốc và đặc biệt là gửi vũ khí cho Nga, cho Nga để đánh Ukraine, lại làm phiền lòng Mỹ nữa. Nói cách khác là cứ Iran mà gửi vũ khí cho Nga thì bên Mỹ này phải, chúng ta phải Maroc đó là móc ra, trong đó có cả tiền của tôi với anh nữa, đúng không, để hỗ trợ cho Ukraine vừa rồi là 61 tỷ, đúng chưa? Thành ra Mỹ cũng muốn thoát ra khỏi cái chỗ này, và ngược lại Iran cũng muốn thoát ra khỏi cái chỗ này, là bởi vì họ cũng thấy rằng là bây giờ hướng đông thì chơi với anh Trung Quốc với anh Nga chẳng có lợi lộc, chỉ có bán được ít vũ khí nhưng mà kinh tế vẫn bị cấm vận. Thật ra ví dụ cái trực thăng vừa rồi bay mà rớt nó xưa quá rồi, nó cổ quá rồi, không có đồ bạc để mà thay thế. Mỹ không bán đồ bạc cho Iran trong bao nhiêu năm nay. Câu hỏi chót cho anh, liệu ông Khamenei có tận dụng cái cơ hội nào đó khi mà ông dự đoán nha, cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11 tới đây. Bây giờ ông Biden coi như là chưa biết thắng cử hay không, mà ông Trump chưa biết thắng cử hay không. Nếu Biden thắng cử, tình hình có thể là y như hiện nay hoặc có thể khá hơn. Tức là cái ông tổng thống mới của Iran lên sẽ không đòi hỏi những cái đòi hỏi của ông Raisi đưa ra nữa, thì có thể trở lại bàn đàm phán. Nhưng nếu ông Trump thắng cử, mà nếu ông Trump giữ nguyên như vậy giống như năm 2017 mà ông làm tổng thống, thì coi như là Iran hết đường. Đó, anh hiểu ý tôi nói, tức là bây giờ cái cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 này, anh nghĩ ông Khamenei có cân nhắc cái yếu tố bầu cử tổng thống trong cái chuyện mà chọn tổng thống mới cho Iran trong những ngày tháng tới hay không? Vì sao? Câu hỏi chót anh. Câu trả lời là có chứ, bắt buộc là phải có. Cái điểm đầu tiên là ông ấy nhìn thấy là cái nền kinh tế của quốc gia, ai cũng muốn quốc gia mình phát triển, và ai cũng muốn là quốc gia của mình có những cái mối giao hảo với những quốc gia khác. Cái đó là ông Khamenei hay là không là ông Khamenei thì ai cũng nhìn thấy cái điều đó. Nhưng nào nó không phải là cái chuyện nó dễ dàng như vậy. Thật ra là bởi vậy chúng ta mới mong đợi là có một người mà có một người lãnh đạo mà có vẻ cấp tiến, hoặc là ít nhất là đừng có bảo thủ cực đoan như là ông Raisi đã làm và như là ông Khamenei hiện nay. Thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, anh Đỗ Dũng đặt cái câu hỏi như vậy. Tôi thấy là chắc chắn là phải có. Và tôi còn nhớ là đã từng có một thời gian là chính phủ Hoa Kỳ đã ngấm ngầm nuôi những lực lượng được coi như là cấp tiến ở tại Iran, nhưng mà rốt cuộc sau là cũng không đạt được kết quả như mong đợi. Nói tóm lại thì như thế này, có ai muốn là quốc gia mình bị đắp đập bè bờ không? Câu trả lời là không. Có ai muốn nhìn thấy nền kinh tế của mình mỗi ngày một bị kiệt quệ không? Câu trả lời cũng là không. Có ai muốn là mình đang mình cứ ở người dân mình cứ phải chịu đựng cái cảnh mà cấm vận, rồi là những cái điểm mà gây khó khăn, những cái điều mà gây khó khăn cho quốc gia để mà quốc gia không thể phát triển như bây giờ, như là Iran đang chịu hay không? Câu trả lời cũng là không. Vấn đề còn lại như tôi đã nói rằng là ai bây giờ là chúng ta mới chỉ biết có một vế, đó là vế Khamenei, còn cái vế còn lại là một cái ẩn số rất lớn, tức là ai là người sẽ lãnh đạo quốc gia Iran trong thời gian sắp đến, người đó là nhân vật như thế nào, nhân vật đó có thân cận và có lắng nghe tiếng nói của Khamenei hay là lắng nghe tiếng nói của người dân. Thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, chúng ta mới biết là có một vế, đó là ông đại giáo chủ, còn cái vế còn lại tức là cái vế của người thế tục, tức là vế kế tổng thống, thì chúng ta chưa biết được. Thật ra có lẽ là chúng ta phải chờ đợi ít nhất là 5-7 ngày nữa thì may ra luôn chúng ta mới biết người đó là ai. Thưa anh, thêm anh một câu nữa này, tại vì anh nói như vậy thì tôi hỏi thêm một câu nữa. Giả sử thôi. Thế thì chúng ta giả sử cái là cái xác suất rất là thấp, không có nghĩa là không xảy ra. Ông Donald Trump thắng cử ngày 5 tháng 11. Ngày 20 tháng Giêng năm 2025, trước thời điểm ông để tay lên cuốn kinh thánh tuyên thệ, bên Iran thông báo chúng tôi bỏ hết tất cả các cái điều kiện mà hôm trước giờ ông Raisi đưa ra và sẵn sàng tái đàm phán với quý vị về vấn đề nguyên tử. Dự đoán của anh, ông Trump có nhận này không hay là bác bỏ? Xin mời anh. Tôi nghĩ là ông Trump sẽ bác bỏ. Ông tại sao? Ông Trump có cái lý do. Ông Trump tin một điều rằng là võ khí nguyên tử là cái điều là cái không thì bây giờ chúng tôi đưa cảnh ô liu, chúng tôi sẵn sàng nói chuyện với anh cơ mà. Đúng vậy, nhưng mà anh lại không chịu luôn. Ông Trump vẫn không chịu, bởi vì ông Trump thì ông Trump thấy rằng là Iran là một kẻ thù.
trong cái nhìn của chính quyền của Washington như thời của Donald Trump trước đây, thì là có một số quốc gia họ sẵn sàng nói chuyện, và một số quốc gia là họ không thèm nói chuyện. Trong số quốc gia họ sẵn sàng nói chuyện thì có Bắc Hàn, nhưng mà trong số quốc gia mà họ không thèm nói chuyện thì đó là Iran. Thật ra là bởi như vậy, cái chuyện mà ông Trump sẽ gật đầu bắt tay với lại ông Khamenei rồi đứng chụp hình với Khamenei là điều tôi không nhìn thấy được trong thời gian trong tương lai, kể cả trường hợp ông Donald Trump trở lại tòa Bạch Ốc. Ông Donald Trump có thể sẽ đi Bắc Hàn một lần nữa, nhưng mà đừng mơ tưởng chuyện là ông sẽ đáp máy bay ở tại Tehran, thưa Ben Đỗ Dũng. Vâng, cảm ơn anh Khanh rất nhiều. Cảm ơn quý giả theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi xin hẹn kỳ vào chương trình ngày mai. Dạ vâng, xin cảm ơn Đỗ Dũng và cảm ơn quý vị khán thính giả. Một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, tường trình đặc biệt Trường Người Việt TV.